phải không? À. Đừng có nằm mơ. Sao? Tao cho mày hay á, tao báo cáo cho mày biết tao có võ đó chứ không phải dân lơ mơ đâu nghe mày. Võ gì? Võ Bình Định á. Là sao? Mày đụng là mày bình địa đó. Hù hê. Vậy chứ mày rủ tao ra đây làm gì hả? Mày rủ ra đây làm gì mày nói mày ăn tiếng đi. Tao ăn thua đủ mày luôn á. Tôi mời ông ra đây để giải quyết cái chuyện này cho nó có công bằng nè. Công bằng sao mày nói cho rõ công bằng sao? Tôi hỏi ông nè. Cứ hỏi. Tại sao ông đứng giữa đường? Đứng giữa đường ông đứng luôn đi. Ông chạy qua chạy lại. Ông xem thường giao thông quá vậy. Giao thông hả? À. Trời ơi giao thông. Giao thông chỗ có chỗ không. Tao canh không có, tao dông qua liền. Đó. Từ chỗ ông dông ông đụng tôi quê ông nghe. Làm gì quê? Sao không quê? Tự nhiên cái quê à. Trời ơi, lệ phải ông đi lệ trái ông đụng ta. Trời đi bổ mà có lệ trái lệ phải nữa hả mày? Ông đi chật lệ ông mới đụng tôi đó. Tao không biết. Không biết sao? Con tao dặn sao tao đi vậy à. Ủa con ông nó dặn sao? Con tao nó dặn á. Ông đi sao ông nhớ về vậy nha tía ơi. Hồi nãy tao đi mé bên này. Bây giờ tao về tao đi mé bên này. Đi tầm 7 lát sao? Bỏ tay với ông luôn. Bỏ tay quá chứ gì mày. Con ông đã dặn ông đi đường nào về đường đó là phải rồi. Còn đằng này lề trái lề phải ông đi cho nó đúng. Ông đi không đúng ông đụng người ta. Không có thầy á. Bây giờ ông biết ai đúng ai sai chưa? Biết sao không biết. Ai đúng ai sai? Mày sai tao đúng. Tôi sai chỗ nào? Mày sai chỗ mày đi đường mà không chịu quan sát. Mà nói đúng hơn á là mày không làm chủ được tốc độ. Ý trời ơi. Mà nói một cách rõ ràng hơn nữa là mày đi quá tốc độ cho phép. Vậy thôi, ngắn gọn. Không có vậy thôi, gánh ngọn đâu nghe. Ông giải thích cho tôi hiểu nha. Tôi mà không hiểu là tôi với ông có chuyện lớn đó nghe. Được, mày muốn hiểu tao cho mày hiểu không? Đâu có gì khó đâu con. Sao? Để giờ vẫn chơi mày tính làm tới hả? Đó bà con đây thấy không? Thấy rõ ràng chưa? Để tôi nói quan nữa ha. Bà con thấy chưa? Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Môn không ngứa mà bạc hà nó tăng tăng. Đánh lộn mà làm thơ. Mày muốn tăng tao cho mày tăng tao thay mặt chính quyền địa phương ở thành phố Phan Thiết mày xử tội mày bữa nay rồi. Ê, tôi có tội gì? Tội gì hả? Tội mày vi phạm luật lệ an toàn giao thông chứ tội gì? Ê, trời ơi. Tội thứ nhất. Tại sao mày đi đường gặp chướng ngại vật mà mày không né? Trời ơi má ơi. Hoặc mày thắng lại chứ. Đằng này mày càng tới đụng tao gây ra tai nạn là một tội nghe con. Còn tội thứ hai, người đi bộ được quy định có 30 km/h. Hồi nãy tao thấy mày quất 70 km/h. Mày đi quá tốc độ cho phép. Ê, cái gì 70 km/h? Em nín liền không được quyền cãi em. Cái này tôi cãi chứ. Chỗ có đang xử mà cãi tôi phạt thêm tội cãi. Còn thứ ba tao đồng ý tao đi bên lề trái. Nhưng tao vẫn có xi nhan xin đường mà. Mày không đụng tao luôn. Đó là cái lỗi của mày. Không chịu quan sát khi đi đường. Bắt cầu. Làm gì cười? Hồi nãy tôi không cãi giờ tôi cãi tái bến á. Làm gì cãi? Tôi nói thiệt cho ông nhìn cái mặt. Ủa không hả? Không cái gì. Nhìn nào mặt tao tôi bắt cười muốn đứt ruột luôn. Mày muốn đứt ruột lộn phèo như cái mày. Cho mình hỏi coi xi nhan của ông đâu? Con mắt trái tao đang chớp nè. Cái này là con mắt chứ không phải đèn xe. Xe nó có bóng đèn, người ta phải có mắt. Tại hiện trường gây tai nạn mà xi nhan tao vẫn còn chớp nè. Giờ mày còn gì chối cãi nữa không? Giờ tắt xi nhan nói chuyện mày nè con. Thôi được rồi, xin lỗi chú. Tại vì tôi đi quá tốc độ tôi đụng chú. Bây giờ tôi xin lỗi chú được chưa? Không có đụng người ta rồi xin lỗi khơi khơi vậy mày. Thì chú muốn cái gì nữa? Khoát mày. Phạt cái gì? Bằng lái xe mày đâu? Thôi đi bộ mà có bằng lái xe hả? Chết mẹ hổ hàng. Ủa ông sao vậy? Giờ có gì móc ra đóng phạt liền tao cho đi. Còn không tao không cho đi vậy không? Tôi có mà tôi đóng, không đóng phạt tôi bỏ tôi đi. Ông làm gì tôi? Mày đi tao kêu công an lại đó. Tôi thách ông đó. Bớt công an quá. Trời ơi giỡn thôi. Đụng ngay cái miệng mày ta. Mày ngay tai nạn bỏ chạy rồi. Cứu tôi với đi. Có gì móc ra liền mày. Bớt công an. Chú hai. Có gì móc ra liền. Bình tĩnh. Hút 7 điếu thuốc bỏ qua nha. Tại sao gọi là một điếu? Vậy cho nhiều. Phải nói là một gói. Tặng không luôn á? Không có tặng, cái này mày bị phạt chứ không có tặng. Mày vi phạm tao phạt mày chứ tặng mẹ. Trời vi phạm. Làm gì á? Chỗ tao đang xử lý chưa xong thò tay vô túi làm gì? Thôi thò tay vô túi tôi lấy tiền. Ai cho mày lấy tiền? Tiền của người ta lấy ông nội ơi. Mày lấy tiền ra đặng ra mày đưa hối lộ phải không? Ê, không phải à. Mày đưa hối lộ tao phạt thêm tội hối lộ nữa. Không phải. Lấy tiền ra làm gì? Tôi lấy tiền ra tôi mua thuốc. Khỏi mua. Lại sao? Rồi đây. Nè. Vậy đi. Vậy đi. Ai trời. Tiền của tôi mua thuốc.
phải tiền này mua thuốc không? Tiền của tôi mua thuốc đó. Mà đúng như vậy không? Ừ. Vậy tao bán lại mày nè. Là sao? Khỏi mua chỗ bắt công. Ừ. Vậy đi. Vậy đi. Ừ. Ê trời. Cái gói thuốc này là của tôi. Thì thuốc của mày á, tao đâu có cãi đâu. Tiền nó cũng của tôi đó. Đúng rồi, tiền này cũng của mày nè, tao đâu có cãi đâu. Thì sao không lấy? Bị mày đưa, tao đâu có cãi đâu. Ai biểu không kêu tôi đưa? Ai biểu mày ngu? Ừ. Ê trời. Ngu thiệt, tự nhiên cái cảm hút theo ổng có nhiều đưa hết. Thôi nói chơi giỡn chút cho vui thôi, phạt giả mẹ gì mày ơi. Nghe mày than nghe đứt ruột đứt gan quá. Trả lại mày nè. Cảm ơn chú nha. Nhưng mà trả lại phải cảnh cáo em. Cảnh cáo gì nữa? Đàn ông thanh niên trai tráng đi ra đường cũng phải coi trước nhìn sau chứ. Mày đụng tao chứ còn đụng khác nãy giờ lỗ mũi ăn trầu. Cái đầu xỉu cục thuốc quá lớn rồi rồi đó em. Làm gì vậy? Ê, ê, làm gì vậy? Làm gì vậy? Sẵn vô tao quất cái bóc trong ao em. Bậy 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 bậy. Cái bóc trong ao à. Khoan khoan khoan. Ờ. Khoan gì khoan, đặng mày kêu đồng binh lại phải không? Không phải, quen quen. Ai quen biết gì, nãy giờ muốn ăn thịt tao quen biết gì? Không có, đồng hương, đồng hương. Chú ba. Ba nào? Chú ba cổ cò. Cò không? Cò không, tao cò vô mắt mày kể bể bóng đèn giờ. Chú là chú ba cổ cò ở dưới quê nè. Ừ, tao ba cổ cò nè. Nhớ con không? Mày hay cổ dịch phải không? Cái gì cổ dịch? Tao cổ cò, mày phải cổ dịch không? Trời ơi, con là thằng An, con của ông Hải Khang nè. Vì mày nghe con Hải Khang hả? Dạ. Thiệt không ông nội? Trời ơi, con chứ ai nữa mà thiệt. Trời đất ơi, sao lạ quá, tao nhìn không ra mày. Nhìn không ra hả? Mày nghe con Hải Khang nhà ở Tân An đó hả? Chính xác. Ba mày bán bắp rang, má mày bán khoai lang. Mày có ông anh hai tướng đi hai hàng đó phải không? Trời ơi trời, ông đi hai hàng kệ ổng, nhắc tới ổng làm chi? Cũng phải nói chứ, nói cho nó hết dòng họ để mày nhận ổng sao mày? Ê chú ba. Đi mày. Chú đi đâu mà chú lên thành phố, chú đi lẹ quá, chú đụng con cái muốn chết gì chú ba? Mới bán bị dịch lên Sài Gòn mua 7 tivi về cho mấy nhỏ coi Tết chơi mày ơi. Trời ơi, tivi ở dưới quê mình bán thiếu gì, lên thành phố mua trở về dưới chi cho nó cực chút. Chơi vậy mới nổi tiếng sáu xảo miền Tây Nam Bộ được mày. Trúng mùa vậy cha, có tiền nói chuyện dễ thương quá. Lúc này đâu lâu quá không gặp, giờ tao nhìn mày không ra nha. Con ở thành phố rồi. Ủa nói vậy lúc này ở Sài Gòn hả? Trời ơi, tao ở Sài Gòn mấy chục năm rồi chú ơi. Trời ơi. Ủa Sài Gòn ngon lắm, sao khe dữ hả? Đâu ngon. Thôi ơi, dân Sài Gòn đọc hiểu hả? Đọc ha. Ồ, dân Sài Gòn tao thấy làm như không giống ta rồi đó em. Vậy chứ giống ai? Làm như nó hơi khiền khiền hấm hấm sao đó. Dạ dân Sài Gòn kìa. Thôi ông nói tôi khiền khiền, tức là ông nói tôi ba lơn á hả? Mày chắc không tới ba lơn đó. Vậy cỡ mấy? Chừng hai lơn tám á. Chắc chưa? Cũng có thể giác một chút. Dạ trời. Nhìn sao mà giác chứ. Ông có cặp mắt thẩm mỹ. Công nhận dân Sài Gòn giữ bụng như heo mổ vậy trời. Rồi bậy. Cái bụng gì nó quằn xuống dữ vậy? Trời ơi, cái bụng này là người ta kêu là bụng giám đốc, bụng chủ cả không à. Giám đốc đó hả? Ờ trời ơi, quằn cái gì quằn không biết mẹ vậy quằn. Ôi ôi, giám đốc tướng giám đốc đọc rồi ha. Giám đốc chứ. Trời đất ơi, nãy giờ nói chuyện quên đi mày. Ồ, cái vụ gì chú? Mày mua cái áo này đâu màu đậm dữ con. Chú là người khen thứ 1002 đó. Dữ vậy hả? Dạ. Công nhận mùa này nó chơi cái áo đâu mà màu như cục lửa vậy ha. Dạ. Màu này bận ngủ dám phỏng mình lắm à. Gì phỏng mình? Nhà gần phòng cháy chữa cháy không? Có vậy. Trời ơi. Bà mẹ nó chơi cái áo màu đỏ mà đội cái chảo màu vàng. Sao mày không làm lú quần màu xanh đó? Chị. Rồi ra ngã tư dưới này nè, trước cửa nè. Mày đứng đó đi chỗ đường Lê Lợi nè. Mày đứng đó đi, xe hai đầu tự nhiên nó dừng lại hết nè. Lý do? Tưởng nay gắn thêm cái đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng ở đây á. Trời ơi, ông ơi là ông ơi. Ăn mặc cái kiểu này ở thành phố người ta gọi là xì tai. Xì tai ông nội, tôi xì tai như cái á. Sao kỳ? Xì tai như cái như cái đèn giao thông bị kẹt á. Kẹt hoài. Cái này là mô đen. Mô đen thì không bao giờ giới hạn màu sắc. Có thì cứ ập lên là con người mình nó sáng rực kìa chú ơi. Mày nói tao mới để ý đó em. Phải không? Chơi cái áo không nó không có đẹp đâu con. Vậy ý chú sao? Cùm lê á. Cùm lê đỏ luôn. Cái mày về đây đi ha. Dạ. Tao dắt mày dài dài đi ra Hàm Thuận Nam được chơi. Dạ dạ. Chút bò đụng no luôn. Trời ơi. Đụng thủy ăn cơm luôn. Xuống cho Hà Thuận Nam bò đụng tôi. Ác thiệt chứ ác thiệt. Xin lỗi chú nha. Giàu có như chú chưa chắc gì mua được cái áo này nha. Ở đâu mày có cái áo đỏ lồm đỏ lét như trái thanh long ruột đỏ à? Không dám ở đâu đâu. Của bà Sáu bán cháo bà tặng đó. Bà Sáu nào? Bà Sáu nào tự nhiên tặng mày áo khơi khơi à? Không dám khơi khơi đâu, sáng thức dậy nói bà Sáu ơi, bán cho con tô cháo. Bà tặng cho cái áo. Trời đất ơi. Công nhận Sài Gòn đọc thiệt trời. Dạ đọc.
ngủ đêm tới sáng vậy ra ăn có cái áo mà tặng tô cháo trời. Cái gì ăn cái áo tặng tô cháo? Quên, ăn tô cháo, tao nói lộn, ăn cái áo. Vừa đâu cái thằng nhỏ ngồi kế bên mới lợi hại. Vụ gì nữa? Nó nói bà Sáu ơi, bán cho tụi tôi bánh canh à. Bà tặng trái banh đá đã luôn. Ở thành phố cái gì cũng khuyến mãi lớn á chú ơi. Dữ vậy hả? Dạ. Vậy nãy đang khuyến mãi ngon quá, sao mày không vô mày kêu giữ cơm á? Ừ hen. Cho nó quất mày trái bơm. Cho banh mẹ luôn. Trời ơi bơm, không dám đâu, xin lỗi chú nha. Chú bước lên thành phố đi à. Chú mua bất cứ món hàng gì người ta kèm quà khuyến mãi cho chú hết. Thôi thôi ông nội ơi, ở đâu không có khuyến mãi, không có tặng, không có cho. Làm như Sài Gòn mày mới có. Đứng đây nổ lá làng lá sớm. Không dám nổ, thành phố mới có chứ quê mày không có đâu chú ơi. Sao có, mày về Phan Thiết để con. Sao? Rồi mày thấy ở đây bà con tao khuyến mãi, tao bán buôn tay tặng tao cho mày mang nhục. Ầm, chú mới nổ đó. Trời đất ơi, tôi gì nó hốt tôi nổ. Sao không nổ? Giờ mày nói tao nổ phải không? À. Nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Sao? Tại đây trước cửa nè à. Chỗ bãi biển này phải không? À. Đó. Mày thấy quán cà phê Đậu Dương không? Thấy. Thấy không? Thấy. Mày vô kêu một ly cà phê thôi. Một ly cà phê. Tặng mày con dê. Ừ. Đây trời ơi. Trời ơi. Ở đây tao chơi cỡ đó tao còn không khoe cái áo mà khoe. Khuyến mãi gì muốn nghe muốn tét cái lỗ tai vậy trời. Uống ly cà phê được quyền dắt dê đem về. Trời ơi đã quá chú ơi. Tao ghé hồi 5 giờ tới giờ tao bụp hai con rồi đó. Hai con rồi. Lát nữa xong ra vớt thêm con nữa mới về. Trời. Chú tham làm quá đã chú ơi. Còn không khoe cái áo có mấy chục ngàn bà khoe. Thôi cái vụ cái áo này bỏ qua bên đi chưa chú ơi. Chưa đâu vô chợ còn đã nữa nha mày. Ở trong chợ có luôn. Vô chợ mua củ khoai lang tặng ký tôm càng. Trời ơi, một củ khoai lang mà tặng một ký tôm càng. Trời ơi chắc chậu xịn luôn bà. Bán gì tao mới giàu được. Đúng rồi. Bà đổ xuống thúng khoai lang phải không? À. Chưa được 5 phút không còn một củ. Trời ơi bán chỗ đó sao còn củ nào. Vậy mà tao thấy vẫn bình thường nha. Trời ơi vậy mà bình thường nữa hả? Ở ngoài lề đường chơi mấy bung rân. Ở ngoài lề đường có luôn. Bà bán sôi ngồi ngay cột đèn kìa. À. Thằng nhỏ nãy chạy lưỡi nói có câu mọc. Nó nói cái gì chú? Bà Tư, bà bán cho tôi gói sôi giò coi. Bà tặng nhỏ một chiếc xì bo. Trời ơi, trời đất quay cuồng, cỏ cây liệt. Trời ơi, ta đi bộ mà nghe nói tặng chiếc xì bo bụng rụt tay. Dân Bình Thuận năm nay làm như trúng mùa hay gì cha ơi. Chơi nóng lạnh thiệt mày ơi, chơi cản không nổi con ơi. Đừng có cản chú. Cản chứ để hết tiền mày. Thôi chú chỉ cho một mình con biết, đừng cho ai biết hết nha. Bây giờ chú dẫn con ra cái chỗ bà bán xôi liền. Bà còn bán không? Nghỉ bán rồi. Sao nghỉ bán? Hết vốn luôn rồi. Trời ơi, hết vốn chú nói với con gì? Bán kiểu đó vốn nào còn ông nào. Bán kiểu đó nhà bà cũng bán luôn. Hồi nãy giờ con nói thiệt. Chú có giỡn chơi hoài. Ủa mày nói thiệt hả? Con nói thiệt. Vậy thì tao nói dốc. Cái này con nói thiệt nè. Chú bước lên thành phố đi. Chú mua bất cứ món hàng gì người ta kèm quà khuyến mãi cho chú hết. Thiệt tình ha. Con nói thiệt. Đừng thấy tao nói vậy rồi gạt tao nghe mày. Gạt chú làm gì? Mày nói vậy hồi tao về tao ghé chợ Bến Thành à. Cứ ghé. Ghé chợ Bến Thành tao mua nãy chuối hơn nó có tặng gì không? Có. Tặng gì hả? Bịch muối. Trời ơi. Phải. Có lý. Để nó có kèm theo lại vui rồi ha. Lâu lâu lên Sài Gòn mua vài món về tặng bà con dưới quê mình ăn lấy thảo ha. Dạ. Để coi giờ mua gì giờ ta. Chú mua cái gì? Giờ tao mua cho tao trước đi. Mua cho chú. Cộng dây nịt đi. Tặng chú con vịt. Trời ơi trời. Mua cộng dây nịt mà nó tặng mình con vịt. Mua cộng dây nịt là tặng con vịt. Đúng là dân chịu chơi rồi ha. Tao làm thêm gói trà. Tặng chú con gà. Đó hai con rồi. Mua cái gì cũng có tặng phẩm hết. Rồi chị đứng kế bên tao bả mua cái luôn. Tặng cho bán con. Mày tặng cho bán con. Tặng cho bán con ốc bu. Vậy mà tao tưởng đâu mày tao. Ý chú tưởng tao tặng gì? Tưởng đâu mày tặng cho bà con canh ru ru. Cái con canh ru ru ở Việt Nam không có, mày Australia mới có chú ơi. Tưởng là để cho bà con đó cái hết vốn mà. Nói vậy vợ chồng mày mấy năm nay ở Sài Gòn làm ăn chắc khá phải không? Không phải nổ với chú. Nổ thử khúc nghe thử coi. Từ lúc mà hai vợ chồng con lên thành phố sinh sống á. Nhờ trời Phật thương. Từ hai bàn tay trắng. Đó. Tạo thành một đống nợ. Thấy chưa? Làm ăn phải vậy. Về quê bà con ta mới nể mình. Bởi vì từ thử. Trời đất ơi mà nói gì tao không hiểu mày. Con đây chú giỡn vui quá, con giỡn cho con đứt từng đoạn ruột này chú. Thôi ông nội ơi, làm ơn nói thiệt dùm tao biết tao tính dùm cho mày. Thì đó, cãi lại cha mẹ bán ruộng bán đất lên thành phố làm ăn, mà lên thành phố có làm ăn được cái gì đâu. Đó là thấy không,
ông bà xưa nó có sai không? Sao chú? Người ta nói cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hơn. Cãi cha cãi mẹ thấy có nên người không? Đúng hay chú? Giờ muốn trở về quê làm ăn lại không? Trở về dưới ổng với bả mà gặp mặt con ngược chạy tống giò luôn đó. Nếu mày có ý chí theo tao, về quê tao ghé nhà ba mày tao nói cho ông tiếng. Kêu cho lại miếng đất rồi cất nhà nhỏ nhỏ tao qua chỉ cách cho làm ăn. Thiệt vậy hả chú? Người lớn nha mày. Nhưng mày con theo chú về quê nhưng mày về Phan Thiết là chú chỉ cách con làm ăn nha. Vậy đây tao chỉ mày phụ làm chả cá thôi cũng giàu nữa. Trời ơi đã quá. Như vậy là ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn ăn. Quyết định về Phan Thiết. Về đi được chưa? Đi được chú. Tiểu Phạm Hề đến đây chấm dứt Thanh Bắc. Bà Đức xin cảm ơn quý vị bà con quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị. Về làm chả cá rồi. Cảm ơn quý vị.